Xem tuổi Chồng 1994 và 1999 có hợp nhau không? Hãy cùng với Tử Vi Việt Nam luận giải tuổi Chồng 1994 Giáp Tuất và 1999 Kỷ Mão có hợp nhau không để cùng có những bước chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân của bạn nhé. Thông tin tuổi Chồng năm 1994 và 1999. Về năm sinh, tuổi Chồng là 1994, tuổi Vợ là 1999. Về mệnh, tuổi Chồng là Sơn Dậu Hỏa, tuổi Vợ là Thành Đầu Thổ. Về cung, tuổi Chồng là Cung Càn, tuổi Vợ là Cung Cấn. Về niên mệnh năm sinh, tuổi Chồng là Kim, tuổi Vợ là Thổ. Luận giải Chồng 1994, Vợ 1999 có hợp nhau không? Xét về mệnh, mệnh Chồng là Dương Hỏa, mệnh Vợ là Âm Thổ. Tổng điểm 2/2 là tương sinh. Ngũ hành tương sinh đã không còn là khái niệm xa lạ đối với nhiều người và chúng phản ánh mối quan hệ song hành, cộng hưởng và cùng thúc đẩy và hỗ trợ nhau để phát triển giữa vật này với vật kia. Người mang mệnh Hỏa và người mang mệnh Thổ chính là quan hệ tương sinh trong phong thủy. Đây là mối quan hệ vô cùng tốt đẹp cho đôi bên và người này nương tựa vào người kia để cùng nhau đi lên. Xét can chi. Can chi Chồng là Giáp, can chi Vợ là Kỷ. Tổng điểm 2/2 là tương sinh. Và thiên can khi đi cùng nhau sẽ tạo ra xung hợp, sinh khắc, tốt xấu khác nhau. Với Giáp và Kỷ, đây được coi là hai thiên can tương sinh nhờ sự sở hữu những đặc tính tương đồng và phù hợp với nhau. Và không chỉ vì thế thì giữa hai can này thì còn có sự giúp đỡ và bổ trợ lẫn nhau. Can này chính là yếu tố và tiền đề thuận lợi để can kia phát triển mạnh mẽ và ngày một tiến xa hơn. Xét thập nhị địa chi. Địa chi Chồng là Tuất, địa chi Vợ là Mão. Chồng Giáp Tuất. Chó chính nghĩa là người có tính tình ôn nhu, tướng mạo xinh đẹp phóng khoáng. Sơn Dầu Hòa nghĩa là lửa ở trên núi, là mờ ánh tà dương cuối chân trời và phảng phất ánh mặt trời xuống núi, là hỏa trong đám cỏ khô sắp tàn trong tháng 9 khai hoàng, nên gặp mộc ở trên núi đồng bằng là hỏa tự khố và không chê các loại thủy và chỉ kỵ nhâm tuất. Vợ Kỷ Mão. Con mèo ăn mầm đậu và thường có ngoại hình thanh tú và tính tình cẩn thận nhưng thích tự do và không bó buộc. Thành Đầu Thổ là thiên kinh ngọc lũy, đế vương trong kim thành, hình long quận nghìn dặm, thế hổ chiếm cứ bốn phương, ưa gặp đinh mão lưu trung hòa, ất hợi sơn dầu hỏa, kỷ mùi thiên thượng hòa, chủ một đời hưởng lạc. Người mệnh này có khả năng thích ứng tốt với môi trường và biết giữ mình và coi trọng bản thân. Tổng điểm 2/2 là lục hợp. Lục hợp là mối quan hệ ám hợp, là chỉ có quý nhân phù trợ cho 6 cặp đôi này. Nếu các tuổi Tý Sửu, Dần Hợi, Mão Tuất, Thìn Dậu, Tị Thân, Ngọ Mùi kết hợp thành một đôi thì sẽ tạo nên sự may mắn cho nhau và mọi việc trở nên thuận lợi và hành thông hơn. Vì thế 6 cặp lục hợp thì còn được gọi là 6 cặp quý nhân. Xét cung phi bát tự. Cung phi Chồng là Can, cung phi Vợ là Cấn. Tổng điểm 2/2 là thiên y. Chồng sinh năm 1994 tức cung Càn Kim, lấy Vợ sinh năm 1999 tức cung Càn Kim, nếu gặp được phục vị thì rất tốt. Phục vị thuộc sao Tả Phù, là sao tốt mang ý nghĩa may mắn trong thi cử và củng cố sức mạnh tinh thần và mang tiến bộ của bản thân. Thiên y trong luận tuổi vợ chồng thì có ý nghĩa mang lại sự hưng thịnh về tài sản, đất đai và gặp được thiên thời và giải trừ tai nạn và ốm đau, và cũng từ đó giúp cho cuộc sống luôn được thuận lợi và đẩy lùi mọi khó khăn. Trai cung Càn lấy gái cung Cấn, lưỡng Càn phục vị tốt vừa thôi, sợ lúc tuổi già chẳng đủ đôi, con cháu trung bình không bào phát, ruộng vườn nhà cửa lập hai nơi, bậc trung được số giàu sang tuổi già, vợ chồng bạch thụ tham gia, trung niên gây dựng cửa nhà yên vui. Xét ngũ hành cung phi. Cung phi Chồng là Kim, cung phi Vợ là Thổ. Tổng điểm 2/2 là tương sinh. Và xét theo quy luật ngũ hành thì người thuộc hành Kim rất hợp với người thuộc hành Thổ, bởi giữa hai mệnh này thì tồn tại mối quan hệ tương sinh. Khi kết hợp thì Kim không chỉ đem đến sự may mắn, thuận lợi cho Thổ mà còn bồi đắp và nuôi dưỡng
và là cơ sở để cho thủ hình thành và phát triển mạnh mẽ. Xem tuổi vợ chồng theo cao ly đầu hình. Theo khoa đoán số vợ chồng của cao ly đầu hình thì nam dụng can, nữ dụng chi. Theo quẻ bói này thì người nam có can là giáp, nếu lấy người nữ có chi là mão thì vợ chồng như thuyền trôi ngược, người chồng thì dễ chết trước. Nếu ăn ở nhân đức hay làm việc thiện thì có thể hạn chế tài ương và chung sống lâu bền. Có câu nhân từ dạ thọ, hung bạo dạ vòng, tình tan nát vợ chồng cách bức, vết đau thương thiếu phụ khóc chồng, nước trong khôn rửa lệ sầu, trăng thu in bóng não nồng cô đơn. Và kết luận lại thì điểm số 10/10 thì chồng 1994 vợ 1999 có hợp nhau không? Tử vi Việt Nam kết luận lại thì hai bạn rất hợp nhau, và kết quả điểm số cao cho thấy vợ chồng hai bạn rất hợp mệnh. Và vợ chồng hợp mệnh thì lấy nhau cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm no, tiền bạc dùng dịnh. Vợ chồng yêu thương nhau và thường nhường nhịn và biết nghĩ cho nhau thì gia đình sẽ luôn êm ấm, vợ chồng hòa hợp và con cái vui vẻ. Tử vi Việt Nam mến chúc hai bạn có được những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống, yêu thương nhiều hơn, bao dung, thứ tha và lắng nghe nhiều hơn. Dù như thế nào thì Tử vi Việt Nam vẫn ở đây và chờ những lời tâm sự từ hai bạn. Đừng quên để lại lời nhắn của mình ở phần comment phía dưới nhé. Chúc hai bạn có được hạnh phúc viên mãn.